Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình làm video để mở chức năng kiếm tiền trên cái kênh YouTube của mình. Thì nội dung này thì những các bạn biết rồi, và những các bạn đã mở được cái chức năng kiếm tiền trên cái kênh YouTube của mình rồi ấy, thì chắc là không quan tâm nữa. Chủ yếu là các bạn mới bắt đầu làm YouTube thì hoặc là các bạn chưa mở được cái chức năng kiếm tiền thì các bạn quan tâm thôi. Rồi, thì như các bạn đã biết thì cái điều kiện của YouTube để mở được cái chức năng kiếm tiền là subscribe phải đạt 1.000 sub và phải đạt 4.000 cái giờ giờ xem, 4.000 giờ xem trong vòng 1 năm. Thì hiện tại cái kênh của mình thì cũng đã đủ cái điều kiện ấy rồi. Đây, sub của mình là 1.131 rồi, và cái giờ xem ấy, cái giờ xem trong vòng 1 năm thì mình cũng đạt được 4,5k rồi, 4,5 nghìn giờ rồi, thì cũng đủ điều kiện để mở cái chức năng kiếm tiền của kênh này rồi. Thực ra cái mục đích làm YouTube của mình không phải để kiếm tiền từ các cái lượt view video, mà vì thực tế các cái lượt view ở Việt Nam thì kiếm tiền thì rất là khó. 1.000 giờ view ở Việt Nam thì mới kiếm được đâu đó có 0,9 đô, chưa được 1 đô. Chỉ có những cái lượt view mà từ các quốc gia khác như ở Mỹ hay Úc các thứ thì cái lượt view của họ thì mới có giá trị thôi, chứ còn ở Việt Nam thì cái lượt view nó tiền nó không được nhiều lắm đâu. Nhưng mà để mà làm video cho những cái người nước ngoài xem ấy thì một là phải biết tiếng Anh, hai nữa là cái chất lượng video nó phải tốt. Cả hai yếu tố đó thì mình lại cũng không có, tiếng Anh của mình thì hơi cục kỳ. Mục đích của mình làm cái kênh YouTube này thì thực ra thì để thỏa mãn cái sự đam mê, cái sở thích nghịch ngợm chọc ngoáy các đồ đạc của mình thôi. Thì đây là cái sở thích từ hồi bé của mình rồi. Đồ đạc là mình cái gì những cái vật dụng mình sử dụng xung quanh mình ấy thì mình toàn là khui nó ra, xong rồi để xem cái nguyên lý hoạt động của nó bên trong nó cấu tạo như thế nào. Thì đấy, và mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm cũng như là các cái hiểu biết của mình, thì mình biết đến đâu mình chia sẻ cho các bạn qua các cái video của trên kênh YouTube thôi. Thì đây, các bạn thấy là cái nội dung kênh của mình chủ yếu là về các cái chế độ này, sửa chữa những cái thiết bị bạn sử dụng hàng ngày. Đấy, thì là cái đây là cái các cái video của cái kênh của mình. Đấy, chủ yếu liên quan đến kỹ thuật thôi. Mình là người thích làm kỹ thuật. Đấy, thì chỉ hy vọng một ngày nào đó thì đi ra đường thì có người nhìn thấy mình và bảo là đấy, anh lọ mọ sửa cho mình cái này, sửa cho mình cái kia thôi. Mình cũng rất là sẵn lòng để giúp đỡ các bạn, hoặc là các bạn có những cái ý tưởng hay cái sáng kiến gì thì cứ gợi ý cho mình cũng sẽ nghiên cứu và thực hiện phục vụ lại các bạn. Rồi, quay trở lại cái nội dung chính là mở cái chức năng kiếm tiền trên kênh YouTube ấy. Thì đây, các bạn đây, click vào cái Credit Studio này và chọn vào cái thẻ kênh này. Đấy, thì các cái chức năng khác thì gần như mình đã bật hết rồi. Chỉ còn lại cái chức năng kiếm tiền này. Chức năng kiếm tiền thì chưa bật. Chức năng hội viên của kênh cũng không đủ điều kiện. Super chat không đủ điều kiện. Rồi, mấy cái đấy nó không không cần thiết lắm. Thì bây giờ mình sẽ mở cái chức năng kiếm tiền của mình nhá. Đây, bật lên thôi. Đây là cái điều kiện của nó, cần ít nhất 4 giờ xem này, 4.000 giờ xem trong 12 tháng hôm qua và 1.000 người đăng ký. Rồi, tìm hiểu thêm. Đồng ý với điều khoản chương trình của YouTube. Đấy, bắt đầu thôi. Ký Google AdSense thì cái này sẽ tính sau.
tỷ chọn kiếm tiền bằng cách chúng ta đối với mọi người thay đổi để chạy. Mình cứ bắt đầu đi. Các điều khoản của chương trình đây, các bạn có thời gian thì các bạn cứ ngồi đọc, không đọc hết trong video này vì nó quá dài. Trên này tôi đồng ý sẽ không nếu vào quảng cáo trên Google mà tôi đang phân phối, tôi sẽ không tham gia kiếm tiền từ bất kỳ nội dung nào mà tôi không sở hữu. Ok, rồi đồng ý. Đến bước tiếp theo là đăng ký Google AdSense. Bắt đầu đi. Google AdSense này mình cũng chưa có tài khoản. Đây nó bắt điền các cái thông tin về payment. Mình đã khai các cái thông tin cá nhân để qua được cái bước đăng ký Google AdSense này. Bây giờ đến cái bước tùy chọn kiếm tiền, mình bắt đầu. Tiếp theo có một cái tùy chọn là kiếm tiền từ tất cả các video hiện tại và trong tương lai, thì mình cứ tích vào đây thôi. Ở dưới này là các cái tùy chọn hiển thị cái quảng cáo, thì mình cứ tích hết rồi. Bấm lưu. Rồi, như vậy là mình đã đăng ký xong rồi đấy. Bây giờ công việc tiếp theo là chỉ đợi thôi. Google sẽ phản hồi thường là trong vòng 1 tháng, có thể nhanh hơn, có thể lâu hơn, tùy vào cái nội dung của cái kênh video của bạn, kênh YouTube của bạn. Và sáng nay mình đã nhận được cái email của YouTube về cái việc phê duyệt approve cái tính năng kiếm tiền. Đây cái email mình nhận lúc 7 giờ 14 phút sáng nay. Đây họ đã chúc mừng cái kênh Lọ Mọ đã accept là để làm cái YouTube partner. Như vậy là cái kênh của mình đã mở kiếm tiền thành công. Và từ khi mình mở chức năng kiếm tiền ấy, đây cái email này, từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày hôm nay thì là ngày 28 tháng 8, tức là khoảng 13 ngày, thì YouTube đã phê duyệt cái yêu cầu của mình. Trong 13 ngày họ đã mở được cái tính năng kiếm tiền cho cái kênh của mình. Ở đây mình vào cái kênh các bạn, click vào đây, thì khi mở được cái tính năng kiếm tiền ấy, thì trong cái trình quản lý video ấy, nó xuất hiện thêm một cái biểu tượng là cái đồng đô la này, kiếm tiền này.
Đấy, tất cả những cái video này của mình đều có khả năng là kiếm tiền tất cả luôn. Và các bạn có thể vào cái kênh này và xem cái trạng thái của cái kênh. Thế đây, chức năng kiếm tiền này đã được bật này. Ở tiếp theo thì các bạn có thể quyết định cái việc mà join vào cái Google AdSense hoặc là một cái network nào đó. Thì nếu như bạn liên kết với Google AdSense thì YouTube sẽ trả tiền trực tiếp cho những cái video của mình, và cái số tiền đấy mình sẽ nhận được 100% số tiền luôn, chứ không phải chia phần trăm cho một cái bên nào khác nữa. Nhưng mà cái việc chơi với Google AdSense này thì các bạn phải chắc chắn là cái video của bạn phải là 100% cái nội dung mà các bạn tự làm, chứ không phải là các bạn đi lấy những cái video khác rồi re-up lại. Thì nếu như mà các bạn re-up lại thì hoặc là bị người xấu người ta report thì cái kênh của bạn sẽ bị đai và sẽ bị YouTube nó xóa vĩnh viễn. Tuy nhiên thì khi mà join Google AdSense ấy thì cái doanh thu của các bạn thì sẽ được nhận 100% luôn. Khi mà đủ 100 đô thì YouTube sẽ trả tiền cho các bạn. Còn nếu như mà join vào một cái network nào đó thì họ sẽ bảo lãnh cho cái việc mà các bạn bị report hay là các bạn sử dụng những cái video không phải của mình, nó liên quan đến cái vấn đề bản quyền ấy, thì các tổ chức network đó họ sẽ bảo lãnh cho cái việc đấy, kênh của mình sẽ ít bị đai hơn. Nhưng mà ngược lại thì mình lại phải share cái tiền quảng cáo mà mình nhận được cho họ. Nó tùy từng cái tổ chức network, họ có thể lấy từ 10 cho đến 40% cái doanh thu của mình. Thì mình chỉ nhận được cái số còn lại thôi, mình chỉ không nhận được 100%. Nhưng mà join vào cái network này thì nó sẽ đảm bảo hơn cho cái kênh của mình. Rồi sắp tới mình sẽ phải join vào một cái tổ chức network nào đó để cho cái kênh của mình nó được an toàn. Thực ra thì những cái nội dung video của kênh mình thì mình đều là 100% của mình xây dựng lên, chứ mình không đi lấy cắp cái video của người khác thì mình up lại. Thế nhưng mà mình vẫn nên join vào cái tổ chức network nào đó để cho nó an toàn. Thì sợ những cái người xấu người ta report lên thì là cái kênh của mình nó sẽ bị YouTube xóa. Rồi video của mình hôm nay thì giới thiệu cho các bạn biết là cái cách mở chức năng kiếm tiền của cái YouTube và mình đã, cái kênh của mình đã thành công. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Và nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những cái video mà mình tự xây dựng nội dung lên. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.